Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nghề nghiệp cho viên chức người lao động trực thuộc hệ thống văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong một ngày với sự tham gia của gần 500 viên chức người lao động. Tham gia tập huấn, cán bộ công chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trang bị nâng cao kỹ năng giao tiếp, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực với người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Lớp tập huấn góp phần xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động hệ thống văn phòng đăng ký đất đai từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.